Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú chị nha. Hiện tại bây giờ đang là 6:30 buổi sáng tại Vinomo phần Bắc và Thiên Định đang đi thể dục cô chú anh chị ạ. Đang quần đùi đi giày để đi thể dục. Dạ, con chào cô chú ạ. Ô, cô chú đi thể dục sớm đấy ạ? À? Đi thể dục ra Vâng. về đấy. Thể dục ra đấy. Vâng ạ, đấy. Tiên Định chia sẻ luôn là sáng nay Tiên Định đã thấy là có mà tình hình dịch đã nó đã bùng phát rất là mạnh rồi. Hiện tại đã có 546 ca nhiễm. 546 ca nhiễm và đã có 2 ca tử vong rồi cô chú anh chị ạ. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Tình hình dịch kiểu này thì nếu như mà nó bùng phát rộng ra ấy, hiện tại Hà Nội đã xác nhận là đã có phải tầm khoảng 54.000 người đi từ Đà Nẵng về, mà bây giờ vẫn mới đang gọi là trong quá trình xét nghiệm và chưa có hầu như mới có tầm khoảng được hơn 1.000 trường hợp là có kết quả âm tính rồi, còn rất nhiều các trường hợp đang trong quá trình chờ kết quả, rất là nguy hiểm luôn. Tình hình dịch bệnh như này rất là nguy hiểm luôn. Và Thiên Định chia sẻ luôn là cô chú anh chị chúng ta, nếu như cô chú anh chị chúng ta đi đâu ấy thì nên nên đeo khẩu trang nhé, và có cái bỉ sát khuẩn để bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như cho mọi người. Và Thiên Định cũng khuyên toàn thể cô chú anh chị chúng ta cũng cũng tranh thủ để chúng ta tập thể dục, nâng cao sức khỏe. Cô chú anh chị thấy mà đi tập thể dục tại dự án Vinhome Ocean Park thì nó rất là tuyệt vời luôn. Không gian cũng như không khí nó rất là đẹp, cũng như là nó rất là trong lành ấy cô chú chị ạ. Thiên Định là có cả khẩu trang nhá, nhưng mà tại vì Thiên Định nói chuyện với cô chú anh chị mà đeo khẩu trang thì nó không được lịch sự. Thế nên Thiên Định không 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 có đeo khẩu trang. Thiên Định sáng dậy ra là chạy luôn rồi, chưa còn chưa rửa mặt cơ. Sáng ra phát là còn chưa đánh răng rửa mặt thì là xuống xuống là ngồi cầm điện thoại tí là sau đấy là chạy luôn. Thiên Định được biết thông tin là hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 thì bắt đầu có quyết định của chủ tịch thành phố là sẽ là tất cả dừng tất cả hoạt động của các quán bar, vũ trường. Rồi các cái địa điểm tụ tập sẽ không được tụ tập quá cái số lượng người quy định, và đặc biệt là trung tâm thương mại cũng như là cửa hàng tạp hóa thì vẫn được hoạt động nhưng mà không được vượt quá cái giống như là cái mật độ người, ảnh hưởng rất là nhiều luôn các chị ạ. Và hôm nay cũng là cái ngày mà Thiên Định được thông tin là áp thấp nhiệt đới đấy, áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông đang chuyển dần lên thành bão rồi. Đấy, cô chú chị thấy không? Cái hạn hán đã trải qua và bây giờ là thiên tai lũ lụt nó sẽ kéo tới. Lũ lụt nó sẽ ảnh hưởng tới đê điều. Những cái nguy cơ vỡ đê nó rất là trầm trọng luôn của chúng chị ạ. Trong năm 2020 này thì Thiên Định chia sẻ luôn, lương thực nó sẽ là một trong những cái mặt hàng cốt yếu và sẽ tăng giá vùn vụt luôn. Lương thực nha cô chú nhi, lương thực thực phẩm như thịt gà, thịt lợn, gạo đấy, rau củ quả nó sẽ tăng giá vùn vụt luôn. Thiên Định đi ra đây Thiên Định không phải là đi bộ để quay cho cô chú chị đâu. Thực ra là Thiên Định ra ngoài đây chạy thể dục. Thấy không gian buổi sáng tại Vinhome Ocean Park nó đẹp quá. Đấy. Thấy không gian tại buổi sáng tại Vinhome Ocean Park nó đẹp quá. Đây, Thiên Định quay ngược lại để cho cô chú chị xem. Thì mục đích của Thiên Định là đang đi chạy thể dục nha cô chú chị nha. Nhưng mà thấy không gian tại Vinhome Ocean Park đi thể dục thể thao như này gọi là nó đẹp quá, cho nên Thiên Định quay lại chia sẻ với cô chú anh chị chúng ta một số cái thông tin thôi.
Đấy. Hôm nay buổi sáng nay thì có ảnh hưởng của áp thấp cho nên là trời nó hơi sầm tối. Đang có tình trạng này, có thể rất dễ mưa của chúng chị ạ. Thiên Định chia sẻ luôn là Thiên Định chạy thể dục mới được tầm một tuần rồi. Bụng đang vẫn rất là to luôn nhưng mà cũng đang cố gắng làm sao nâng cao sức khỏe một chút. Tập thể dục, đi chạy thể dục mà chạy ở cái môi trường như này thì cô chú anh chị có thích không ạ? Rất là sướng luôn. Cô chú anh chị chúng ta không những chạy bên ngoài, chúng ta còn có thể vào trong bãi biển nên chúng ta chơi nữa. Chạy bãi biển, đấy, lùa nhau trong bãi biển cũng là tập thể dục mà cô chú anh chị. Đây là Thiên Định đi chạy một mình. Trên đây có hai người thì đi vào bãi biển nó thích lắm. Đây chính là những cái căn Hải Âu 01. Khi mà những cái điều gì đấy nó liên quan đến sức khỏe, nó đến với cuộc sống, nó đến với con người của cô chú anh chị chúng ta, thì lúc đấy thì cô chú anh chị chúng ta mới thấy được là cái sức khỏe nó quan trọng như nào. Lúc đấy mới thấy sức khỏe nó quan trọng như nào cô chú anh chị ạ. Cái số lượng người nhiễm nó sẽ tăng lên rất là cao luôn trong thời gian tới. Thiên Định chia sẻ thật luôn, trong thời gian tới cái tình hình dịch như này ấy, trong thời gian tới sẽ tăng lên rất là mạnh luôn. Và cô chú anh chị biết rồi, đang có 13 ca nguy kịch nha cô chú anh chị nhá, không phải là ca bình thường nữa, 13 ca nguy kịch luôn rồi đấy. Tình hình dịch bệnh nó cực kỳ căng thẳng luôn. Việt Nam mình đợt này mới là thực sự phải cố gắng của chú chị ạ. Đất nước con người chúng ta, cái đợt trước nó chỉ là chớm qua thôi. Đấy, chưa có gì là chúng ta phải quan trọng mà nhưng mà thời điểm này với là phải cố gắng thực sự luôn. Nếu như vượt qua được ấy thì nó là một sự thành công thực sự. Nhưng mà Thiên Định đang thấy nó rất là khó khăn. Khó khăn trong thời gian tới. Tại vì bây giờ tất cả các nước đang đều phải trải qua. Đang đều. Dạ em chào hai người đẹp ạ. Hai người đẹp đi thể dục à? Đấy. Ví dụ như là đất nước chúng ta mà có lâm bệnh đúng không ạ? Nước hàng xóm mà khỏe họ sẽ sang nấu cháo. Rồi sang đi mua thuốc, rồi sang chăm sóc cho chúng ta, đúng không? Nhưng bây giờ là hầu như tất cả mọi người, tất cả các nước họ còn nặng hơn chúng ta, họ còn ảnh hưởng dịch nó khủng khiếp hơn chúng ta. Thì bây giờ là chỉ có ở trong nội bộ chúng ta cứu được với nhau thôi. Thì Thiên Định chia sẻ luôn là rất mong toàn thể của chú anh chị chúng ta, Thiên Định khuyên một điều luôn. Cô chú anh chị chúng ta hãy vì cá nhân, hãy vì bản thân, cũng như là vì gia đình và đặc biệt là vì xã hội, chúng ta hãy đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang, giãn cách xã hội thật là tốt thì cái điều đấy nó mới làm cho cái con virus nó không thể lây lan được của chúng chị ạ. Cũng giống như những mọi người trong gia đình ấy, nếu như của chúng chị chúng ta xác định là người nào đi làm thì người đấy phải có những cái phòng vệ bảo vệ cho bản thân, đặc biệt là khi về đến nhà thì phải có những cái biện pháp gì đấy, giống như là xịt khuẩn trước khi vào nhà này là phải như nào này, đúng không ạ? Rửa tay này, xịt khuẩn toàn cơ thể này, rồi để làm sao để thứ nhất là bảo vệ cho những người thân của mình đấy không bị lây nhiễm. Cô chú anh chị chúng ta không biết đâu, bên Trung Quốc họ chết rất là nhiều. Và bây giờ họ đã kiểu họ đã ngấm rồi. Và họ đã biết được cái sự quan trọng, cái sự quan trọng của sự cách ly rồi. Bây giờ Trung Quốc cô chú anh chị thấy là chính quyền còn tới niêm phong từng nhà luôn. Không cho ra ngoài luôn.
đúng không ạ? Như Việt Nam mình rất là thoải mái luôn, Việt Nam mình vẫn đang rất là thoải mái. Còn tới niêm phong từng nhà, niêm phong từng ai mà ra ngoài thì sẽ bị gọi là bị mọi người gọi là còn đánh cho nó cơ. Đấy. Khiếp lắm cô chú chị ạ. Ở Việt Nam mình đang rất là thoải mái. Cho nên cô chú anh chị chúng ta, thứ nhất đấy, về dịch bệnh đấy, nó cái quan trọng nhất là nó có một cái điều là chúng ta không nên để cho cái cổ họng của mình nó khô. Lúc nào cô chú anh chị chúng ta cũng phải chuẩn bị cho mình một cái chai nước ấy. Chai nước, nước nóng, nước ấm ấy. Có thể bỏ thêm một vài nhát gừng hoặc là chanh, sả. Đấy. Đấy là những người đi ra ngoài nha cô chú chị nha. Ví dụ như là những người nào mà công việc vẫn phải đi làm, vẫn phải tiếp xúc với mọi người. Thì tại vì cái con virus này đầu tiên nó sẽ xâm nhập vào cổ họng trước cô chú chị ạ. Virus Covid nó đầu tiên nó sẽ xâm nhập vào cổ họng trước. Sau đấy nó sẽ xâm nhập dần vào phổi. Thì xâm nhập vào cổ họng thì chúng ta khi chúng ta uống nước ấy thì nó sẽ cuốn trôi đi, cuốn trôi xuống dạ dày đi. Đấy, cái này là phân tích nhé cô chú chị nhé, không phải là Thiên Định nói bừa đâu, mà gọi là rất nhiều chuyên gia phân tích cũng như là những cái kinh nghiệm của cái những cái người ở các nước người ta đã chia sẻ rồi, và Thiên Định thấy nó rất là hay. Đấy. Nước chúng ta nên uống nước ấm. Đấy. Và cầm theo một cái chai nước ấm đấy thì chúng ta hay nhấp để cho cổ họng nó luôn luôn ướt, chứ không được để cho cổ họng nó khô. Cổ họng nó khô thì con virus nó sẽ gọi là nó sẽ chuyển nhận rất là nhanh luôn. Đấy. Khi đau rát cổ họng là cô chú chị biết rồi, là lúc đấy là ho là chuyển biến, là lúc đấy là nó đã xâm nhập vào rồi, chứ còn không phải là lúc mà đau rát là nó lúc đấy nó đã xâm nhập vào phổi rồi cô chú chị ạ. Đấy. Chúng ta phòng từ thời điểm ban đầu cơ. Thực ra là đối với virus ấy, thì không thể nói hay được. Thiên Định nói là Thiên Định chia sẻ những cái gì mà Thiên Định mong muốn để cho toàn thể của chú anh chị chúng ta có thể gọi là biết được để phòng tránh, cùng với mọi người phòng tránh đẩy lùi dịch Covid nha cô chú chị nha. Đấy. Dạ. Mọi người tới đây chơi sớm với chị. Vâng. Cô chú anh chị biết đấy, đợt trước ấy Thiên Định mà chưa có dịch ấy, Thiên Định mà thấy người là Thiên Định chăn sát và Thiên Định nói chuyện được thoải mái lắm. Nhưng mà từ khi có dịch thì Thiên Định phải cách xa luôn. Đấy, nó là một cái điều nha cô chú chị nhá, nên cách xa 2 mét. Khi nói chuyện không nên tiếp xúc quá gần. Nên đeo khẩu trang. Bắt buộc phải tiếp xúc thì nên đeo khẩu trang và cách xa 2 mét. Đấy. Và hiện tại đây đi qua cái quán cà phê này nó lại mở nhạc rồi cô chú chị ạ. Mở nhạc à. Mà có nhạc là nó ảnh hưởng đến video luôn. Là có nhạc vẫn là video xè bị ban quyền luôn. Cho nên Thiên Định phải tránh nhạc luôn cô chú chị ạ. Thôi hôm nay là sáng nay Thiên Định chia sẻ như vậy thôi. Những cái điều mà Thiên Định mong muốn là làm sao để cô chú anh chị chúng ta hiểu được và biết được cái tầm quan trọng, biết được cái nguy cơ thời gian tới nó sẽ như nào luôn. Nó quá khủng khiếp luôn cô chú chị ạ. Cho nên cô chú anh chị chúng ta nếu như hạn chế ra khỏi nhà thì càng tốt. Nếu như không phải đi làm hay là không phải gọi là đi ra ngoài giao tiếp với mọi người thì nên ở nhà. Ở nhà thì càng tốt. Còn đi ra ngoài thì chúng ta bắt buộc phải dùng những cái biện pháp để mà phòng tránh, như đeo khẩu trang, nước xịt khuẩn. Theo cô chú chị nha. Cầu mong cho mọi người thời gian tới chúng ta luôn luôn khỏe mạnh. Đại dịch nó tới thì cô chú anh chị biết rồi, các cái nước dịch nó đã tới là nó chết không chừa bất cứ ai. Nhưng mà những cái người lớn tuổi ấy, các cái cô chú từ tầm khoảng từ 50 đổ lên ấy, thì chúng ta cũng nên để ý, đặc biệt là những người bị bệnh lý nền. Những người bị bệnh lý nền thì khi mà nhiễm thì sẽ chuyển nặng rất là nhanh luôn. Đấy. Cho nên cô chú anh chị chúng ta gọi là những cô chú anh chị chúng ta cao tuổi thì nên chú ý nhá. Trẻ em thì miễn dịch rất là tốt, sức đề kháng trong cơ thể là còn quá là mạnh luôn. Cho nên là ok hơn những người gọi là những người cao tuổi.
Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú chị nha. Bây giờ Thiên Định xin phép cô chú chị Thiên Định chạy thể dục đây. Thiên Định chạy tầm khoảng 30 phút để Thiên Định về. Đây là chính là biển Đức Mạn 6V1SA đây. Cô chú chị thấy không ạ? Cái không gian môi trường tại đây mà chạy thể dục cảm giác càng chạy càng sướng, càng chạy càng muốn chạy luôn đấy. Đúng không cô chú chị? Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú chị nha.